sau này tặng cho người. Hãy nói anh nghe một lời, vì sao em muốn quay về bên anh? Thật lòng đi em, có phải bên kia người ta mong cho em niềm vui? Xin đừng đến bên anh khi em buồn, rồi quay bước khi em cần nữa. Nhìn về quá khứ như thế đúng rồi, anh đã quên xong không cần em. Đừng lại gần anh nữa, cho anh mình yên nhé. Đừng dùng giờ đâu quên để anh phải suy nghĩ. Đặt mình là anh đi, em sẽ biết anh đã đón như thế nào. Biết từ khi đôi ta chia hai lối về, dù giờ đây anh qua yêu em nhiều lắm đấy, nhưng không thể bên em có cũng được không? Dù lòng anh luôn biết nếu có thêm người đã bỏ anh lại, đang cần sẽ về lại chung mà đêm. Ok, nãy giờ thì mình đã test đồ nghiệp micro qua dòng lo bóc nguyên năm đấy. Đó, thì mình đang nói cái nói chuyện một cách rất là thường rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, nếu người thích những dòng lo nhỏ gọn như thế này thì nó có những cái kiểu sau chúng ta có thể tham khảo nha. Đây là dòng lo Bob V5, giá hiện tại 1.950.000. Dòng lo Bob V7. Bob V7. Đó. Rồi đây là dòng lo V9S. Chắc là dòng lo V9S thì mình chưa có đăng video được. Đó, thì dòng loa này chỉ có 3 cái duy nhất ở Việt Nam thôi. Là thì mình chuẩn bị lên video dòng loa này. Dòng loa S1, S2. Tất cả dòng loa này đều cùng hãng Bob tới mọi người nhé. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ đến chi tiết dòng loa Bob V5. Nếu mọi người chưa từng xem qua dòng loa này bây giờ thì nãy mình có để cái thùng ở đây, xin lỗi mọi người. Đây, nguyên bộ của nó đây mọi người, gồm một cái thùng như thế này, một micro không dây, một cái loa nó có cấu hình mọi người nhé, hai loa bass, hai loa chép. Ở sau đây là hai cái để đẩy nên nó hỗ trợ bass nó sâu hơn thôi, không phải loa chép nhé. Lúc mình chưa khui loa ra thì mình không biết, mình tưởng này là loa chép ở nhà phân phối thì họ cũng nói vậy luôn, biết vậy nhưng mà nó có nhầm lẫn thông tin. Ở đây phụ kiện của nó bao gồm một cục sạc như thế này, một cái dây jack kết nối, một cái remote. Rồi, mọi người để nha, chúng ta có thể xem cận cảnh một vòng chi tiết của nó nha. Đây là nhấn nút các chế độ này mọi người nè, chế độ like, nghe đài, đây là dò đài, mà tùy nơi mọi người nhé, có nơi có đài, có nơi không có đài. Rồi, ở đây là volume của micro mọi người nè, này là volume của micro. Khi mình bật micro lên chúng ta mới chỉnh được nha. Đó, chúng ta phải bật micro lên nè, chúng ta mới chỉnh được. Đó, tăng lên, giảm xuống. Đó, hồi nãy là mình hát với khoảng 14 đó mọi người, cao nhất là 16. Này là echo, này là delay. Đó, này là tiếng chép. Chép nãy là không đó, mình để không. Cao nhất là 7, thấp nhất là âm 7. Low là trầm, cao nhất là 7, thấp nhất là âm 7. Cái này là hiện pin, bán là battery mọi người nè. Đó, rồi. Lúc này thì cái này chắc là ghi âm đây, mình cắm USB vô đây mà mình chưa có thử. Cái này là mic cắm micro, cái này là cắm dây. Cắm dây để mình nghe nhạc qua điện thoại không cần phải Bluetooth. Này chỗ cắm sạc, này là nút nguồn của chúng ta. Ok. Hiện tại mình đang đứng ở số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. À, ngay ngã ba đường Trường Chinh. Trường Chinh giao với đường Tân Hải, mọi người nếu đi đường Trường Chinh ngay ngã tư Bảy Hiền đi lên thì có thể vừa gặp Tân Hải, mọi người vừa quẹo qua ngã ba luôn là thấy bảng hiệu là mua tối mát. Nếu mọi người muốn test những con loa này, xin ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ nút đăng ký kênh để không nhận những video mới nhất nha. Xin chào.